Câu chuyện cá nhân của em thì nó xảy ra vào năm em học cấp 3, là cái thời điểm mà em rất là mập. Mập là tại vì em bị stress. Mập, em mập 90kg luôn. Oh my god. Cái em nhận lại được là những cái lời nói của những bạn nam lớp khác là: mày thấy con voi của lớp kia không? Suốt cả một cái năm học cấp 3 đó, mọi người có thể tin không, là em trốn ở trong lớp luôn. Em không dám ra khỏi lớp, thậm chí là cả giờ ra chơi, tại vì em sợ bước ra ngoài mình sẽ nghe những cái lời mà chê mình. Mình không muốn tiếp nhận những cái điều tiêu cực đó. Nhiều khi là mình bị ám ảnh bởi cái việc body shaming. Linh biết là khi come out thì chắc chắn là sẽ có rất là nhiều lời công kích rồi, nhưng mà mình không nghĩ rằng là nó có quá nhiều. Trời ơi, nó nhiều cách dã man và kiểu buồn kinh khủng. Mà lúc đấy còn ở một mình nữa, những cái lúc buồn như vậy ấy, muốn khóc. Chị Linh chịu cái sóng đó nó rất là lâu. Nó cứ ngấm ngầm mà nó cứ liên tục như vậy. Chị rất là tích cực á, chị đã vượt qua. Chứ em thì cái đợt đi thi đó mà em đã còn chịu không nổi rồi. Y như là ép mình tới cái bức tường rồi, cho mình đứng ở đó và mình tự siết cổ mình chết. Họ dùng những cái lời lẽ của họ nó như là một cái con dao vậy đó. Họ cứa vào cái tâm hồn của mình. Đón xem tập tiếp theo của Vina của mình được phát sóng vào lúc 19h30 ngày 20 tháng 11 năm 2021 trên fanpage Women Talk Việt Nam, Miss Universe Việt Nam, kênh YouTube Uni Network, và 12 giờ ngày 21 tháng 11 năm 2021 trên ứng dụng Vion. Uni Media.